Lãi suất hôm nay 28 tháng 11, CB Bank và LP Bank đồng loạt tăng lãi suất huy động các kỳ hạn từ 1 đến 12 tháng. Cả hai ngân hàng này đều áp dụng mức lãi suất tiền gửi cao nhất 5,8% trên năm. Cụ thể ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video này nhé! Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Xây dựng Việt Nam CB Bank vừa tăng lãi suất huy động các kỳ hạn từ 1 đến 12 tháng, trở thành ngân hàng thứ 15 tăng lãi suất huy động trong tháng 11. Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến do CB Bank vừa công bố, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 đến 12 tháng được điều chỉnh đồng loạt tăng thêm 0,15% một năm so với trước đó. Cụ thể, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 đến 2 tháng tăng lên 3,95% một năm, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 đến 5 tháng tăng lên 4,15% một năm, kỳ hạn 6 tháng tăng lên 5,65% một năm. Lãi suất các kỳ hạn tiền gửi từ 7 đến 11 tháng cũng đồng loạt tăng lên 5,6% một năm, còn kỳ hạn 12 tháng tăng lên 5,8% một năm. CB Bank giữ nguyên lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn từ 13 tháng trở lên ở mức 5,8% một năm, mức cao nhất tại nhà băng này. Tương tự CB Bank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam LP Bank cũng vừa điều chỉnh lãi suất huy động với việc tăng thêm 0,2% một năm lãi suất các kỳ hạn tiền gửi từ 1 đến 11 tháng. Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới nhất của LP Bank, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 đến 2 tháng tăng lên 3,8% một năm, kỳ hạn 3 đến 5 tháng tăng lên 4% một năm và lãi suất kỳ hạn 6 đến 11 tháng tăng lên 5,2% một năm. LP Bank giữ nguyên lãi suất tiền gửi trực tuyến các kỳ hạn từ 12 đến 16 tháng ở mức 5,5% một năm. Lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 18 đến 60 tháng cũng được giữ nguyên với 5,8% một năm. Đây cũng là lãi suất huy động cao nhất của LP Bank hiện nay. Theo thống kê, có 15 ngân hàng đã tăng lãi suất huy động từ đầu tháng 11 gồm CB Bank, C Bank, Bảo Việt Bank, HD Bank, CB Bank, LP Bank, Nam Á Bank, IVB, Việt Á Bank, VIB, MB, Agribank, Techcombank, AB Bank và Việt Bank. Trong đó, MB, Agribank và VIB là các ngân hàng đã hai lần tăng lãi suất kể từ đầu tháng. Riêng AB Bank đã có 3 lần điều chỉnh tăng lãi suất các kỳ hạn dưới 12 tháng. Tuy nhiên, AB Bank cũng hai lần giảm lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong các lần điều chỉnh này. Trong khi đó, Bắc Á Bank là ngân hàng duy nhất giảm lãi suất trên diện rộng tại tất cả các kỳ hạn. Theo ghi nhận, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng duy trì mặt bằng lãi suất tiền gửi ổn định, hợp lý, phù hợp với khả năng cân đối vốn, khả năng mở rộng tín dụng lành mạnh và năng lực quản lý rủi ro, góp phần ổn định thị trường tiền tệ và mặt bằng lãi suất thị trường. Ngoài ra, cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đơn giản hóa thủ tục cho vay, phấn đấu giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Các tổ chức tín dụng tiếp tục chủ động thực hiện công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, lãi suất cho vay các chương trình tín dụng, gói tín dụng và các loại lãi suất cho vay khác nếu có. Bạn đánh giá mức lãi suất trên như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Xoay quanh thông tin về lãi suất ngân hàng, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan, nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Bạn đang tìm kiếm những sản phẩm giúp nâng tầm căn bếp của mình? Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay top 5 sản phẩm hữu ích dành cho căn bếp. 1. Nồi chiên không dầu điện tử 5,5 lít Bluestone AFB 5880 giúp bạn chế biến những món ăn giòn tan mà vẫn giữ nguyên dinh dưỡng. 2. Máy làm sữa hạt Gilas 15 chức năng với thiết kế nắp inox giảm tiếng ồn giúp bạn thỏa sức sáng tạo với các món ăn dinh dưỡng. 3. Máy đánh trứng Bluestone HMB 6333S giúp bạn dễ dàng đánh bông, trộn đều nguyên liệu. 4. Bình thủy điện Car với dung tích 5,8 lít, bình giữ nhiệt lâu và đun sôi nhanh chóng. 5. Máy hút bụi công nghiệp gia đình Tuhu GR923 là lựa chọn hàng đầu cho căn bếp luôn sạch sẽ và gọn gàng. Nếu bạn thấy hứng thú, đừng quên click vào góc trái màn hình hoặc phần mô tả của video để xem thêm chi tiết sản phẩm nhé.